Nhân dân cha và con và thân thần. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em thân mến, hôm nay ngày thứ hai, ngày mùng 2 tháng 11, chúng ta cầu nguyện cho các người tín hữu, các anh chị em của chúng ta đã qua đời nhưng mà còn vướng mắc, chưa có thể hợp đoàn cùng với các thánh trên trời để chung hưởng vinh quang phục sinh cùng với Đức Kitô. Trong tâm tình đó, chúng ta thành tâm thống hối những lỗi lầm của chúng ta để chúng ta xứng đáng dâng thánh lễ này. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỏi đàn. Vì vậy tôi xin đứng Bà Maria trong đời đồng chinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là niềm vinh hạnh của người tín hữu, là sự sống của bậc chính nhân. Chúa đã muốn cho con Chúa chịu chết và sống lại để cứu chuộc chúng con. Xin thương đến những người tín hữu khi còn sống
đã tin nhận mầu nhiệm phục sinh mà ban cho họ được vinh phong muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trí cùng Chúa trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Isa. Ngày ấy trên núi này Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc. Trên núi này người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân và tấm màn che trùm lên muôn nước. Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. Đức Chúa là Chúa Thượng sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người và trên toàn cõi đất. Người sẽ xóa sạch nỗi ô nhục của dân người. Đức Chúa phán như vậy. Ngày ấy người ta sẽ nói: đây là Thiên Chúa chúng ta, chúng ta từng trông đợi người và đã được người thương cứu độ. Chính người là Đức Chúa chúng ta từng đợi trông. Nào ta cùng hoan hỷ vui mừng bởi được người cứu độ. Đó là lời Chúa. Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi và rất sâu ơn cứu độ. Từ vùng sâu lạy Chúa con kêu lên Chúa, lạy Chúa xin nghe tiếng con kêu. Từ trời cao lạy Chúa xin cứ nghe tao, nguyện nghe tao tiếng con thiết tha kêu cầu. Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi và rất sâu ơn cứu độ. Từ vùng sâu lạy Chúa con xin tha thứ, lạy Chúa xin nghe tiếng con xin. Từ trời cao lạy Chúa xin thương dung tha, vì con vững tin nơi Chúa. Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, phàm ai được thần khí Thiên Chúa hướng dẫn, điều đó là con cái Thiên Chúa. Phần anh em đã không lắng nhận thần khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là thần khí làm cho anh em nên nghĩa tử. Nhờ đó chúng ta được kêu lên Abba Cha ơi, chính thần khí chứng thực cho con thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế thì tức là đồng thừa kế với Đức Kitô. Vì một khi cùng chịu đau khổ với người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với người.
Thật vậy, tôi nghĩ rằng những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. Muôn loài thọ tạo nhưng ngóng ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái người. Quả thế, muôn loài là lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì Chúa muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy. Tuy nhiên, vẫn còn niềm trông cậy là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà cũng được với con cái Thiên Chúa chung hướng tự do là vinh quang. Thật vậy, chúng ta biết rằng cho đến bây giờ muôn loài thọ tạo cùng rên xiết và quằn quại như sắp sinh nở, không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên xiết trong lòng. Chúng ta phải lãnh nhận thần khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa. Đó là lời Chúa. Chị em và tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Bấy giờ khi đến nơi gọi là Đồ Sọ, họ đóng đinh người vào thập giá, cùng lúc với hai tên giang phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Một trong hai tên giang phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ người: ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi với. Nhưng tên kia mắng nó: mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ. Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm gì trái. Rồi anh ta thưa với Đức Giêsu: ông Giêsu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi. Và người nói với anh ta: tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô. Thưa anh chị em, tác giả Văn Thiên Trường viết trong bài thơ Quá Linh Đinh Dương rằng: nhân sinh tự cổ thùy vô tử, lưu thủ đan tâm chiếu hạng thanh. Nghĩa là ngàn xưa người thế ai không chết, chết để lòng son rạng sự sanh. Vâng thưa anh chị em, chết là mục thuộc tại mà không ai có thể trốn tránh được, và cũng không ai có thể trôi được. Nhưng có một câu hỏi mà muôn thế hệ con người đều đặt ra: đằng sau cái chết là gì? Có gì hay không? Hay không có gì? Có nhiều người quan niệm rằng chết là chấm hết. Đó là một sự giả từ vĩnh viễn. Sự giả từ này không luyến tiếc, không thương nhớ,
chẳng khách phải âu lo. Vì không có bờ bên kia của sự chết, tất cả đều đặt trong chữ hết, chết là hết. Đó là quy luật, là định mệnh của con người mà không ai có thể thay đổi được. Vì quan niệm chết là hết, đời sau chẳng có, chẳng có thưởng thiện, cũng chẳng có phạt ác. Cho nên nhiều người đã tự nhủ, việc gì mà không hưởng thụ, không sống cho sướng cái thân, cứ ăn chơi trác tán trụy lạc cho đã. Thật đúng như lời của triết gia Aristibus, một triết gia của chủ nghĩa khoái lạc vào khoảng năm 435 đến 356 trước công nguyên. Ông nói là hãy ăn uống đi, hãy tận hưởng mọi thú vui trần gian đi, vì rồi mai đây chúng ta sẽ chết. Và thi sĩ Nguyễn Công Trứ cũng vậy, cũng đã có câu: cuộc hành lạc bao nhiêu lại đấy, nếu không chơi thì ấy ai buộc. Cho nên khi còn sống, cố gắng giành giật, cố gắng kiếm tiền, rồi có tiền thì cố gắng mà chơi, chơi cho nó banh xác luôn, bởi vì đằng sau chả có gì cả, chết là dấu trong hết. Nhưng đạo lý truyền thống của Việt Nam chúng ta không quan niệm như thế. Chưa nói là có phải là người Công giáo hay không Công giáo, với tự cảm thức tổ tiên ông bà chúng ta không quan niệm như thế, không quan niệm chết là dấu chấm hết. Từ ngàn xưa, người Việt của chúng ta quan niệm rằng sinh ký tự quy, nghĩa là ông bà tổ tiên chúng ta luôn xem cuộc sống ở trên mặt đất này chỉ là cõi trọ tạm bợ mà thôi, và chết là đi về. Điều đó đã được Trịnh Công Sơn thể hiện trong bài hát Ở Trọ như sau: con chim ở đậu cành tre, con cá ở trọ trong khe nước nguồn, tôi nay ở trọ trần gian, trăm năm về chốn xa xăm cuối trần. Vì vậy người Việt luôn tin rằng người chết rồi thì linh hồn sẽ về với suối vàng, về với cõi âm, đoàn tụ với ông bà tổ tiên. Nơi đó người chết cũng sinh hoạt như khi còn ở dương thế. Do đó chúng ta thấy mới có cái tục lệ đốt vàng mã, nhà cửa, xe cộ, đầy tớ, quần áo, tiền bạc và đô la âm phủ nữa, để viện trợ cho người chết, để cho ông bà bên kia có cái mà dùng, có cái mà xài. Thế nhưng quan niệm Kitô giáo của chúng ta thì sao? Chúng ta cũng vậy, chết không phải là hết, chết cũng phải là đi vào cõi hư vô, nhưng đằng sau cái chết thể lý, con người vẫn tồn tại, cái nghĩa là vẫn có. Niềm tin này nó có từ trong thời Cựu Ước, khi ông Giuđa quyên được khoảng 2.000 quan tiền gửi về Jerusalem để xin lễ đền tội. Ông làm cái cử chỉ đó là vì ông cho rằng người chết sẽ sống lại. Nếu ông không hy vọng rằng chết, những người chết, tức là những chiến binh của ông ngã xuống sẽ sống lại, thì việc ông cầu nguyện cho người chết quả là việc dư thừa và ngu xuẩn. Cho nên chúng ta thấy cái niềm tin người chết sẽ sống lại, người chết rồi, bên kia đằng sau cái chết rồi, có cái gì hay không, từ trong Cựu Ước đã có. Thực vậy, ngay từ thời giáo hội sơ khai, các Kitô hữu luôn thâm tín rằng khi chết là lúc con người được đi vào cõi trường sinh bất diệt, như Chúa Giêsu đã hứa cho người trọng lành mà chúng ta vừa nghe, cũng như ở nơi khác thì Ngài nói
Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không chết bao giờ. Người tin vào Chúa Giêsu dù có chết cũng sẽ sống. Nhưng sự sống ở đây không phải là sự sống dương thế, mà là cuộc sống của những người phục sinh trong Chúa Kitô. Một cuộc sống giống như các thiên thần. Khi người ta từ cõi chết sống lại thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng nữa, nhưng sẽ giống như các thiên thần. Đấy là câu mà Chúa Giêsu trả lời cho những người Sa Đốc tới gài bẫy Chúa Giêsu. Vì người ta đưa ra một cái trường hợp là một cái nhà kia có 7 anh em trai. Cái anh đầu tiên lấy vợ rồi chết không con, thì theo cái tục lệ của người Do Thái là nối dây, thì người em nó phải, người em hay là người anh phải lấy cái người vợ quá đó để sinh con nối dõi cho cái người chết. Cho nên là cứ anh đầu chết không con, anh thứ hai chết không con, thì anh thứ ba cũng phải lấy cái người vợ đó chết không con. Cuối cùng cả 7 anh em đều lấy cái người vợ đó đều chết và không có con. Rồi cuối cùng cái người phụ nữ đó cũng chết. Thì những người Sa Đốc nó mới hỏi Chúa Giêsu, vậy bây giờ trong ngày sống lại đó thì cái bà đó là vợ của ai? Bị đều làm vợ cho 7 người hết mà. Các ông là nghĩ là đưa Chúa Giêsu vào cái thế khó và thế kẹt. Tuy nhiên Chúa Giêsu trả lời, khi người ta từ cõi chết sống lại thì chẳng còn việc lấy vợ hay lấy chồng nữa, nhưng sẽ sống như các thiên thần. Và đó cũng cho chúng ta thấy về sự sống của đằng sau cái chết thể lý, là các linh hồn sẽ sống như các thiên thần ở trên trời. Tuy nhiên thưa anh chị em, nhân vô thập toàn, không ai có thể đảm bảo rằng mình vẹn toàn trong đời sống đức tin giữa phong ba bão táp của cuộc đời. Chính vì thế sau khi chết, nếu ai còn thiếu sót điều gì khi còn sống thì họ cần phải được thanh luyện trong nơi luyện ngục để trở nên vẹn toàn. Do đó ngay từ đầu giáo hội cũng đã cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời để xin Chúa tha thứ những thiếu sót trong đời sống đức tin, ngõ hầu họ được vào cõi trường sinh như Ngài đã hứa. Thánh Augustino là một giáo phụ sống vào thế kỷ thứ tư đã nói, nếu chúng ta không lưu tâm gì đến người chết thì chúng ta sẽ không có thói quen cầu nguyện cho họ. Và các dòng tu đặc biệt quan tâm đến việc này. Thánh Odilo, tu viện trưởng dòng Cluny, vào khoảng giữa thế kỷ thứ 11 đã có sáng kiến cho hội dòng của Ngài là cầu nguyện cho những người đã qua đời vào ngày 2 tháng 11 ngay sau lễ các thánh, tức là sau khi nhớ đến những phần tử ưu tú được vinh hiển trên trời, thì nhớ đến những người qua đời nhưng mà còn vương mắc. Sáng kiến này đã được giáo hội đưa vào lịch phụng vụ Roma, và đến công đồng Trento, giáo hội nhấn mạnh rằng lời cầu nguyện của người sống có thể rút bớt thời gian thanh luyện của linh hồn người chết. Công đồng Vaticano II cũng vậy. Giáo hội lữ hành hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã chết, vì cầu nguyện cho họ được giải thoát khỏi tội lỗi là việc lành thánh. Vì thế trong thánh lễ này cũng như trong suốt tháng 11 này, chúng ta hãy siêng năng đọc kinh cầu nguyện, làm việc lành phúc đức và xin lễ để cầu cho các linh hồn người thân trong gia đình của chúng ta, cũng như linh hồn của những người thân yêu mà chúng ta quen biết. Đó là việc làm chính đáng, phải đạo và thể hiện tinh thần hiếu thảo đối với cha mẹ, ông bà, tổ tiên, cũng như tinh thần bác ái đối với những người mà chúng ta gặp gỡ, quen biết trong cuộc sống mà nay đã qua đời.
Với tâm tình đó, chúng ta cùng nhau dâng lời cầu nguyện. Anh chị em thân mến, Đức Kitô là sự sống lại và là sự sống. Ai tin người thì dù có chết cũng sẽ được sống. Và ai sống mà tin người thì sẽ không phải chết bao giờ. Luôn vững tin Đức Kitô đã phục sinh, tin kẻ chết sẽ sống lại và tin có sự sống đời sau. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Hội Thánh luôn dành tháng 11 để mời gọi người Kitô hữu dâng lễ, làm nhiều việc lành phúc đức, nhất là các việc bác ái yêu thương, để cầu nguyện cho các đẳng linh hồn nơi luyện hình. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu biết thực hiện trọn vẹn những gì Hội Thánh đã dạy. Xin Chúa nhận lời chúng con. Đức Giêsu đã chịu tử hình và mai táng, nhưng Thiên Chúa đã cho người phục sinh vinh hiển. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu đã qua đời được cùng người vui hưởng phúc trường sinh. Xin Chúa nhận lời chúng con. Trước Thiên Chúa là đấng vô cùng thánh thiện, tất cả chúng ta đều là kẻ có tội và nhiều khi mang lấy tội lỗi mà đi vào cõi chết. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những anh chị em đã lìa cõi thế, được Chúa thứ tha mọi tội lỗi, để có thể hưởng vinh quang thiên quốc muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Các Kitô hữu còn sống có thể giúp ích cho các linh hồn trong luyện ngục bằng lời cầu nguyện và các việc hy sinh hãm mình, nhất là bằng việc dâng thánh lễ. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo sư chúng ta hiểu rằng thánh lễ cần thiết biết bao cho các linh hồn trong luyện ngục, để chúng ta cố gắng tham dự thánh lễ sốt sắng và thường xuyên. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu, khi sống lại từ cõi trên, Chúa đã mở cửa nước trời cho chúng con. Xin cho những ai đã từng tin cậy Chúa được vào hưởng hạnh phúc muôn đời với Chúa trên thiên quân. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với Thầy Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và hiệu vinh cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con xin dâng lễ vật này để cầu cho anh chị em tín hữu đã lìa cõi thế,
Sư Chúa đã lấy nước thanh tẩy họ. Nay nhờ Đức Kitô đã đổ máu ra làm lễ tế giáo hòa, xin mở lòng khoan dung rửa họ cho sạch mọi vết nhơ tội lỗi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thân, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thần là chính đang phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con, nơi người niềm hy vọng sống lại vinh phung đã chiêu tòa trên chúng con, để những ai buồn sầu vì số phận chắc chắn phải trên cũng được an ủi. Vì Chúa đã hứa ban phúc trường sinh bất diệt sau này, vì lạy Chúa đối với các tín hữu Chúa sự sống thay đổi chứ không mất đi. Và khi nơi nương náu ở trần gian bị hủy diệt tiêu tan, thì lại được một chỗ ở vĩnh viễn trên trời. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quảng thần cùng toàn thể đạo binh thiên quân, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tùng vinh quang Chúa rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa càn đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên cao thượng. Lạy Chúa, Chúa thần là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn. Vị này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thương ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng thánh giá và sự sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mẫu Đức Kitô
được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Cha Giuse Giám Quan Giáo Phận, Đức Cha Louis và toàn thể hàng giáo sĩ. Chúng con xin dâng lên Chúa lời cầu xin, phỏng vấn được mọi sự được tốt đẹp theo ý của người xin. Xin Chúa nhớ đến các tôi tớ của Chúa là các linh hồn của các cha cố, linh hồn Thomas, Phạm Ngọc Biểu, linh hồn An Tôn Nguyễn Quang Bạch, linh hồn Giuse Mai Văn Rực, linh hồn Giuse Trần Văn Nghị, linh hồn Augustino Nguyễn Viết Trung, 10 linh hồn Maria, linh hồn Gioan Bautista, 5 linh hồn Vicente, 7 linh hồn Đa Minh, An Tôn, Paulo, Giuse, Gioan, Anna, Teresa, các linh hồn tiên nhân, ông bà, cha mẹ, nội ngoại hai bên, các linh hồn trong gia đình, các linh hồn mồ côi, các linh hồn thai nhi, theo ý của những người xin mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa, xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bằng trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đang sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng gửi các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện thân Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin oai thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhân theo thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Đi trên Thiên Chúa để đón xóa tội trần gian phung trai đường mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Trời hạ xuống, biết tới ngày nào con mới được.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, trong bi tin vừa qua này, Chúa đã cho chúng con nên một với Đức Kitô, đấng toàn thân tội lỗi và thần trên. Xin cho anh chị em tín hữu đã qua đời được thoát khỏi vòng tội lỗi, để cùng người hưởng vinh quang phục sinh, người hằng sống và hiên tri muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha thì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Phi La Tô, chịu đóng trần trên tây thánh gia, trên là tan sang xuống một khổ tâm. Ngày thứ ba trên mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tăng vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có trong thế này ta thánh thông không. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho cả